Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, trên màn ảnh là idol của chúng ta Hồ Văn Cường và nữ ca sĩ Thu Ba ở Hà Nội. Chúng ta nghe một đoạn thử các bạn ha. Vâng, đó là nhạc phẩm Biển Tình song ca giữa hai người. Vâng, cũng cả tuần lễ rồi không có cái clip nào nói về cháu Hồ Văn Cường. Và hôm nay mình sau khi đi làm về thì có nhiều khán giả cũng hỏi thăm quá rồi, tự rồi ok. Hôm nay mình sẽ làm một clip về cháu Hồ Văn Cường và tâm sự cùng với lại các bạn. Kính thưa các bạn, lần này thì Hồ Văn Cường trở lại Hà Nội với một tâm trạng rất là vui, được thể hiện trên gương mặt của cháu với niềm sảng khoái. Nó không giống như là lần trước đó các bạn, khi mọi chướng vật được tháo dỡ xuống rồi thì Cường cũng không còn bị kẻ xấu thao túng tâm lý. Nên sự thật lần này cháu có cái nụ cười 100% là rạng ngời, hạnh phúc từ nơi khán giả. Lần trước thì chúng ta cũng biết có những chuyện không vui, không các bạn ha? Đại khái là như vậy. Trung tâm Mây Lang Thang cũng đã tổ chức nhiều lần, từ Nam ra tới Chí Bắc. Không phải chỉ riêng có một chương trình của Hồ Văn Cường, mà những chương trình khác nữa. Cho nên họ dày dặn kinh nghiệm. Họ biết làm thế nào để cho sân khấu hoành tráng và dẫn chương trình cho khán giả trọn niềm vui cho một đêm ca nhạc. Và dĩ nhiên, trong hội trường được rộn ràng, gói trọn niềm tình yêu là nhờ đại gia đình Xanh Đọt Chuối. Trước tiên là cảm ơn FC Xanh Đọt Chuối của miền Bắc, phải không các bạn? Nói riêng và khán giả ở miền Bắc nói chung. Họ đã mở rộng đôi bàn tay tình yêu cho cánh cò Gò Công đến từ miền Nam. Tiếng hát sứ giả cảm xúc đã làm cho khán giả khắp mọi miền đất nước đoàn kết lại và lan tỏa tình yêu thương đến mọi nơi. Vẫn là ban nhạc cũ và cái group hát bè Cadillac, nhưng lần này sao tôi thấy hào hứng hơn, và họ có lối chơi nhịp nhàng hơn, sống động hơn, lôi cuốn hơn. Có lẽ vì lâu quá rồi, cả năm rồi, cháu Hồ Văn Cường mới trở lại Hà Nội. Kính thưa quý vị, để mở màn cho chương trình thì ca sĩ Thu Ba đã gửi đến tất cả quý vị qua nhạc phẩm bài Tango Cho Em của nhạc sĩ Lam Phương, một nhạc phẩm trước năm 1975 rất nổi tiếng trong các phòng trà, vừa sang lại vừa sành điệu. Lam Phương là một nhạc sĩ tài ba nhưng cuối đời không được trọn vẹn hạnh phúc. Đó là một điều hối tiếc mà biết bao nhiêu khán giả cảm thán dùm cho ông. Rồi cái đó là nhạc phẩm Duyên Phận của nhạc sĩ Thái Thịnh. Có lẽ vì là ca sĩ phòng trà cho nên tôi cảm nhận ca sĩ Thu Ba không gần gũi với khán giả cho mấy như những ca sĩ ở miền Tây. Họ rất là gần gũi và nói chuyện rất là thật thà, chất phác. Nhưng nhận xét này cũng chỉ là cái cảm nhận của riêng tôi mà thôi nha. Nữ ca sĩ Thu Ba thì có lối trình diễn chuyên nghiệp, giọng hát tương đối hay, sang và đặt yêu cầu của một ca sĩ hát cho phòng trà khiêu vũ. Nhưng tôi lại thích nữ ca sĩ Kiều Oanh hơn. Các bạn còn nhớ Kiều Oanh không? Kiều Oanh là người ca sĩ ở Cần Thơ đó các bạn. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy là Kiều Oanh chứ hả? Hình như là gì? Trình diễn cùng với lại Hồ Văn Cường ở số Cần Thơ. Kiều Oanh có lối diễn sức sống động hơn, gần gũi hơn với khán giả và đem lại tiếng cười nhiều hơn. Dĩ nhiên mỗi ca sĩ thì có lối trình diễn và phong thái nó khác nhau.
Và mỗi khán giả cũng có cái nhận xét khác nhau. Tôi chỉ nói lên cái cảm nhận của mình mà thôi. Tôi thấy nữ ca sĩ Kiều Anh ở show Cần Thơ thì trình diễn nhiều thể loại. Vừa hát được nhạc bolero nè, dân ca nè, và luôn cả nhạc remix sôi động nữa, khuấy động cả sân khấu luôn. Đây là cái thế mạnh của nữ ca sĩ Kiều Anh. Tôi còn nhớ khi mà nữ ca sĩ này đứng trước khán giả và nói rằng: hôm nay em đến đây không phải là ca sĩ khách mời, mà chỉ là một người chị đồng nghiệp, một người bạn đồng nghiệp trên sân khấu với Hồ Văn Cường. Đây là một dấu ấn trong lòng khán giả, vừa lịch thiệp lại vừa thân thiện. Kiều Anh đã để lại cho khán giả một ấn tượng rất tốt khi không xem mình là một đàn chị đi trước, khi nhận lời trình diễn show ca nhạc ở Cần Thơ như là một người bạn của Hồ Văn Cường để cùng với nhau phục vụ khán giả. Và mình cũng xin nói lại, dĩ nhiên là mỗi người một ý kiến khác nhau nha. Và sự thẩm định âm nhạc cũng khác nhau. Mình chỉ nói lên sự nhận xét thô thiển của riêng cá nhân mình mà thôi. Tôi cũng không phục và ngưỡng mộ ban tổ chức May hoặc là Hồ Văn Cường tự soạn đã hát cái bài Tình Bắc Duyên Nam bắt đầu từ ngay phút giây phút ban đầu đấy các bạn. Hồ Văn Cường từ ở bên trong cánh gà bước ra sân khấu. Phải nói đây là sự tinh tế nhất của một ca sĩ với tuổi đời còn rất là trẻ. Với bài hát này, khán giả ở miền Bắc đã chấm cho Hồ Văn Cường 10 điểm. Riêng tôi thì chấm cho cháu 11 điểm. Chẳng những 11 điểm mà 11 trên 11 luôn. Dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua được bài Bà Năm. Đó là một nhạc phẩm đã đi theo Hồ Văn Cường và cũng làm nên tên tuổi của cháu, phải không các bạn? Bài Bà Năm, Hồ Văn Cường hát, tôi nghe đi nghe lại hàng trăm lần rồi. Chúng ta vẫn cảm thấy cảm xúc ở trong đó, vẫn thấy như ngày nào cháu còn tuổi 13 khi trình diễn với nghệ sĩ Phi Điểu trên sân khấu. Bà Năm là một hồi ức thật đẹp đối với cháu Hồ Văn Cường. Và cũng không quên cảm ơn nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đã trút hết tâm tư cho bài hát này, và Hồ Văn Cường đã hoàn thành trọng trách như một bài hát nghe nhiều cảm xúc cho tình mẫu tử cũng như những đứa con xa quê hương. Thêm một nhạc phẩm làm cho người ta chạnh lòng, nhớ tới quê hương, nhớ tới mẹ già, đó là bài Nhớ Nhà. Không ai xa quê hương mà lại không nhớ ngôi nhà tranh vách lá, bụi chuối sau hè, rồi cái mận trước cửa nhà nè, và biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ. Mưa ở hải ngoại thì lạnh lắm, năm nay ở Cali lại mưa nhiều hơn nữa, là đến nỗi làm khô cả lòng của mình, làm cho chúng ta nhớ về một buổi chiều mưa bên bếp lửa hồng, có nồi canh bông bí nè, đơn sơ thôi, bông bầu nè, cùng với lại cá kèo kho quẹt, nhớ nhà và nhớ nhà. Nhớ nhà lắm các bạn ơi. Mùa hè là mùa của hoa phượng nở, hình ảnh áo trắng học trò bỗng dưng hiện về nơi trước mặt. Nơi đó có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của áo trắng học trò. Chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, phải không các bạn? Và Hồ Văn Cường đã cho chúng ta trở về khoảng cách áo trắng, cho chúng ta trở về cái thời ăn chưa no, lo chưa tới, mà thỉnh thoảng lại nói chuyện tình yêu. Vâng, tình yêu là một đề tài muôn thuở. Biết bao nhiêu nhạc sĩ và thi sĩ đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về và huyền thoại của tình yêu. Dẫu tất cả hôm nay chỉ còn lại là hoài niệm, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta đều chan chứa và khắc khoải khi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.
Nỗi buồn hoa phượng và Phượng buồn. Lần đầu tiên Hồ Văn Cường trình diễn cho những ca khúc này. Các bạn thì nghĩ như thế nào? Riêng tôi á hả? Riêng tôi nhạc phẩm Nỗi buồn hoa phượng khi vào đầu mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Dĩ nhiên là tôi chỉ bập bẹ cho vui mà thôi. Cái chữ buồn á tôi nghe nhạc sĩ Thanh Tuyền hát. Và tôi chỉ nghe Thanh Tuyền và Cẩm Ly hát bài này. Thời trước đó thì lớp trước thì là đàn chị Thanh Tuyền, sau này thì nghe Cẩm Ly hát hai nhạc phẩm này mà tôi ưng ý nhất. Cái chữ buồn của cháu Cường á thì tôi chưa thỏa mãn lắm. Nên tôi chỉ cho cháu cái thang điểm thì chỉ cho 9.5 mà thôi, còn nửa điểm đó tôi để dành lại. Để chừng nào cháu hát nó luyến xuống một cái nó ngọt như là đường vậy, thì mới là 10 điểm. Riêng tôi thôi nha. Cũng như cái bài Nhớ Nhà có một hai chữ khi mà xuống thấp á các bạn, chúng ta không có nghe rõ Cường hát. Có các bạn để ý nghe cái bài Nhớ Nhà lại, có cái đoạn mà mùa đông rồi cái Nhớ Nhà, cái chữ nhà đó, cái tự nhiên nó cái nốt nó thấp lắm các bạn. Thì mình không nghe rõ Cường hát được. Phải chi lúc đó ai chỉnh âm thanh á, kéo lên một chút xíu ha, kéo xuống lại liền á các bạn, tại vì mình đưa microphone ở gần miệng mình sợ bị hú á các bạn. Âm thanh lúc đó mà phải vừa kéo lên ra xuống liền để chúng ta nghe rõ cái nốt thấp của Cường và không bị ồn sau khi kéo xuống thì nó mù quanh luôn. Sau hai bản này thì cháu đã xong ca với Thu Ba qua nhạc phẩm Biển Tình. Có nhiều người lầm tưởng bài nhạc Biển Tình là điệu bolero, cũng như người bạn tôi cũng nói là bolero hả? Và ba cái bản hay vừa rồi như là Nỗi buồn qua phượng, Phượng buồn và Biển Tình là bolero. Tôi nói nghe kỹ là cái hình như khác á nha. Theo tôi thì Nỗi buồn qua phượng là theo điệu habanera, còn Phượng buồn thì là bolero, còn Biển Tình thì đánh điệu rumba. Nhưng ba bản này ra khiêu vũ nó lúc nào nó cũng giống như nhau, rumba nhưng nhảy theo điệu rumba, và có thể thoáng qua thì chúng ta cũng có thể nói là bolero. Đây là sự tinh tế của người sắp xếp nhạc, cho người nghe cảm thấy những điều tuyệt vời trong mỗi nhạc phẩm đó các bạn. Và không nhàm chán khi chúng ta nghe từ cái điều này nó qua điều kia chút xíu, qua điều kia chút xíu, nó lạ chút xíu. Tôi đánh giá cao cho sự hòa quyện giữa giọng hát của Hồ Văn Cường và nữ ca sĩ Thu Ba. Nó êm ả như là một con sóng vỗ vô bờ, nó nghe rì rào vậy các bạn. Cho người nghe một cảm giác lâng lâng, tự như đang nằm trên bãi biển hoặc bâng khuâng của những câu chuyện lòng. Cũng có nhiều người khán giả hỏi tôi rằng sao lúc này ít có viết bài về cho Hồ Văn Cường. Ngày xưa mỗi ngày làm 2 hoặc 3 clip, ít nhất thì cũng mà một clip. Vì chúng ta thấy Hồ Văn Cường bị tấn công trên truyền thông nè, hoặc từ phía bên kia, cháu bị vu khống và chịu nhiều áp lực từ bên quản lý cũ. Cũng vì vậy mà nhiều người chung tay góp sức ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường và bảo vệ cháu. Lúc đó cháu không thể lên YouTube đôi co với họ hoặc minh chứng cho bản thân của mình. Nhưng bây giờ thì cháu đã thành tựu trên con đường nghệ thuật cũng như học vấn, với tình thương yêu hàng trăm ngàn khán giả từ Bắc chí Nam, hàng triệu mới đúng chứ. Và nhất là ngôi nhà xanh đọt chuối càng ngày càng lớn mạnh, vững trải cho cháu trên mọi miền đất nước. Cho nên mình cũng an tâm mà nói đến một chủ đề khác. Thật ra cũng đâu có ai xa lạ gì, các bạn cũng biết mà. Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng như cháu Hồ Văn Cường ngày xưa vậy. Bị nhiều thiệt thòi nè, bị thị phi nè, bị vu khống nè, bị người ta cướp tài sản và chèn ép nữa. Đại đa số mọi người thương yêu cố nghệ sĩ, cho nên cũng sẵn lòng giúp đỡ và ủng hộ cho Hồng Loan.
thì cá nhân mình cũng thế. Vậy là mình lại bị lôi cuốn vào một cái drama ngoài ý muốn. Mình thấy Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ, đã bị mồ côi mẹ từ nhỏ, nay cha đã mất. Một mình nuôi 5 đứa con, rồi phải chống chọi lại với những người giả tâm gian tham, tranh giành tài sản của cha mình một cách vô cớ. Hiện giờ mình thường xuyên nói về đề tài của Hồng Loan. Có lẽ nhiều người cho rằng mình lo chuyện bao đồng, nhưng trong lòng mình thì miễn sao thấy nó có ý nghĩa là được rồi, phải không các bạn? Vâng, thì mình cũng dõi theo bước chân của cháu Hồ Văn Cường qua những cái show như là Cần Thơ, rồi ở Quy Nhơn, Bình Định, rồi ra tới Hà Nội. Mặc dầu mình không có nói về cháu, mình không có lên clip về cháu, nhưng cái clip nào của tất cả các anh em YouTube mình cũng coi hết. Không phải là coi một clip của người này và coi của người này, coi của người kia, không phải là để so sánh cái hình ảnh quay đẹp hay không đẹp, mà nhiều khi mình làm việc các bạn, mình bỏ tay vô đôi tay rồi mình nghe nhiều khi ngồi cười cười của mình và cũng cảm nhận được cháu lúc này hát hay và nói chuyện cũng lưu loát rồi. Có nghĩa là cháu đã có bản lĩnh ở trên sân khấu, không cần đi chung với ông thầy của mình nữa. Không phải là không cần có thì nó vui hơn, không các bạn ha. Nhưng mà không có Ngọc Sơn bên cạnh nữa thì cháu không có còn rụt rè, không có còn sợ sệt giống như ngày xưa nữa. Mặc dù ngày xưa cháu hát hay, nhưng mà trong ánh mắt còn có một vẻ đượm buồn, hay là nhiều khi không tự tin nếu mà không có ông thầy đứng kế bên. Nhưng mà từ những tháng ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy cháu như là một người lột xác rồi. Chỉ có cái là còn nhỏ con, còn hơi gầy. Cháu phải chi khỏe chút xíu nữa ha, to con chút xíu nữa, vạm vỡ chút xíu nữa thì ngon lành cành đào luôn. Còn đối với lại tình thương yêu của FC Sinh Đọt Chuối Ba Miền thì lúc nào mình cũng thấy rằng dành cho cháu tuyệt đối, tuyệt đối luôn. Lúc nào cũng quà cáp rất là nhiều. Cháu là một ca sĩ tuổi còn rất trẻ, thay vì cái fan của cháu là fan nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà không, cháu có tất cả hết. Cháu được cái lợi thế là gì, là cháu có fan nhỏ tuổi nè, em bé cũng có luôn nữa nè, rồi thanh niên cũng có nè, rồi cô chú nè cũng có nè, rồi tuổi bà ngoại bà nội cũng có, rồi tuổi bà cố cũng có luôn nữa. 80-90 tuổi là bà cố rồi, còn nhiều không các bạn ha. Đó thì cháu được lợi thế là như vậy. Tại vì sao cháu được như vậy? Vì cái hoàn cảnh của cháu đưa đẩy. Và trong cái đưa đẩy nghịch cảnh đó thì cái đức độ và cái nhân phẩm của cháu nữa, nó tốt là cái điểm đó, cho nên được nhiều người yêu mến cháu. Vâng, cái bài này mình cũng viết cũng hơi dài ha, và hơn nữa mình cũng đặt tâm tư vào đây rất nhiều. Mình soạn đi soạn lại rồi mình mới lên video để tâm sự cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về những tâm tư riêng của mình về dành cho cháu Hồ Văn Cường, và xin chúc cho đại gia đình Sinh Đọt Chuối Ba Miền lúc nào cũng nhiều sức khỏe và đu show của cháu nhiều hơn nữa, ủng hộ cháu nhiều hơn nữa nếu mà có thể thôi nha, và nếu có thể. Vâng, mình cũng chưa có dịp, nếu mà về Việt Nam thì mình cũng sẽ có một dịp nào đó sẽ đu show của cháu. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ, và nếu thấy thông tin nào ấy thì cho mình cái like và một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều, và xin hẹn đại gia đình Sinh Đọt Chuối và tất cả khán giả một clip video lần sau nha. Xin chào, bye bye.